ngoại giao xã hội, anh em bạn bè tất cả đất nước Bắc Trung Nam, là em nói thật với anh là đa phần cũng biết em tên Phùng Hải Đăng, hoặc là em biệt danh Đăng Lì thì trời ơi là Đăng Lì gớm nhỉ. Đăng Lì đấy là cái biệt danh ấy thôi. Mời bạn Nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Đây, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, thưa khán giả, là em tên là Phùng Hải Đăng, quê em ở Thái Nguyên, ở miền Bắc. Em hiện đang sinh sống và công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em thì là về bên giám định hàng hóa xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, công ty trách nhiệm hữu hạn giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh. Em là bao nhiêu tuổi? Dạ em 32 tuổi anh ạ. 32 tuổi. Dạ. Rồi mời bạn gái. Vâng, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Lê Thị Thu Huế, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại thì em đang sống ở Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em hiện tại là em làm nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại, làm cho một văn phòng luật ạ. Em quê ở Hà Nội ạ. Hiện tại thì gia đình nhà em chuyển vào sống ở Bình Dương ạ. Hay quá, nghe cái giọng em vậy là người ta phải trả nợ thôi. Chị có mấy con nợ mà hoài mấy năm đòi không trả, em đòi chị nha. Một chị có hợp đồng thì bên em xử lý được, còn nếu như mà chị cho bạn bè vay nó cũng hơi khó. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em chắc là trong công việc thì em nắm bắt cái tâm lý của khách hàng nó cũng khá là tốt ạ. Còn về nếu mà ngoài công việc ra thì em thấy là em nấu ăn tạm tạm, em biết chăm sóc mọi người, em khá là một người phụ nữ của gia đình. Hạn chế điểm của em thì em nói hơi nhiều, em hơi kỹ tính, là em hơi sạch sẽ quá. Ví dụ như là chân bàn của em mà ai mà không được sự đồng ý của em thì em không thích người đấy đụng vào. Ai mà vô tình mà vô nhà mà lên phòng ta mà leo lên giường nằm cái là thôi xong rồi, phải không? Thay liền cái ra giường nó liền, đúng không? Cũng không đến mức đấy, nhưng mà em sẽ tỏ thái độ là em không thích. Đồng ý. Dạ. Bạn trai, mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là mạnh khỏe, có sức khỏe. Rất khỏe. Dạ, rất khỏe. Em nấu ăn cũng rất ngon. Rất ngon. Đó là những món miền Bắc. Và mấy cái món canh chua, giả dụ như canh chua khá có thộ trong miền Nam này, em vẫn nấu được. Về công việc, về tất cả cái kia thì em cũng vẫn bình thường. Cái kia là cái gì bình thường? Ngoại giao, xã hội, anh em, bạn bè, tất cả đất nước Bắc Trung Nam, là em nói thật với anh là đa phần cũng biết em. Tên Phùng Hải Đăng hay, hoặc là em biệt danh Đăng Lì thì trời ơi là Đăng Lì gớm nhỉ. Đăng Lì đấy là cái biệt danh ấy thôi. Em có tật xấu gì không, khuyết điểm gì không? Em thì nhiều khi cũng hơi mất bình tĩnh chút, nhưng mà sau đấy thì em vẫn điềm đạm, vẫn biết giả dụ như ai cũng có sai thì mình vẫn nhận sai, nhận lỗi. Em thế đâu phải là khuyết điểm đâu. Dạ, cái đấy là gọi là khuyết điểm trong những cái phần đấy thôi anh ạ. Tất nhiên là mình cũng có cái sai. Bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Trước tiên em hy vọng là không hút thuốc. Không hút thuốc. Bên kia có hút thuốc không anh? Em từ nhỏ đến giờ không biết thuốc lá như thế nào. Em thích anh ạ. Rồi. Rượu bia biết chút chút thôi. Dạ, rượu bia chút chút là được anh ạ. Nghĩa là không cờ bạc, không gái gú ạ. Cờ bạc với gái gú hình như là em không có. Không em có. Không có luôn. Ngoại hình. Ngoại hình thì em mong ước là cao hơn em. Nếu được thì cao từ 1m65 trở lên. Ôi, em 1m60, 1m60, 1m60. Cao hơn em đấy anh, em chỉ là cao hơn em. Nhưng mà cái nếu được thì từ 1m65 mà không thì cao hơn em là được. Bên này 7 mấy luôn đó em. Mình thấy tốt quá. Nhưng mà số ký sao em? Anh có được 54kg. Cân nặng thì cái đấy về em thì nấu ăn cũng tạm tạm đủ để làm cho anh tăng cân. Em thích gầy hay thích mập, hay là thích milu hay là nhỏ nhắn xinh xinh như thế nào? Nếu mà gầy thì em sẽ cố gắng để làm cho người yêu tăng cân, nếu mà tròn thì ôm cho nó dễ ôm. Vậy anh 102kg thì không biết em ôm được không? Thật ra thì về cân nặng, nếu mà nó nặng quá ấy, thì em nghĩ là nó không tốt về vấn đề sức khỏe. Là trước tiên thì mình nên là đúng rồi, cân nặng xuống nó, để nó anh cũng muốn nó giảm xuống cho nó người nó đẹp, nhiều khi nhỏ nhắn nó vẫn khỏe hơn. Đúng rồi. Dạ. Thôi, bây giờ em hãy cho anh biết rằng em ghét gì nhất của đàn ông, tật xấu gì nhất á? Lăng nhăng ạ, chắc mỗi cái đấy thôi anh ạ. Rồi, thì còn bạn trai, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một bạn gái thì ngược mới lăng nhăng. Không chung thủy, đâu, chung thủy. Chung thủy, chứ không chung thủy là nó lại lăng nhăng rồi. Anh nhỉ? Ông này rối não quá nhỉ. Anh đây làm em run á, đổ mồ hôi hết tay. Em là chị, bắt tay chị cái hài hước quá ha, hài hước đó đâu, em chỉ có vui vui tí thôi chị. Rồi,
chị Cát Tường xinh. Vâng, cảm ơn em. Còn gì nữa không? Chị sẽ quay em quay xem. Quay có gì? Có gì? Không, nhưng mà chị xem gì? Không, nhiều khi cái này nó che hết thì em thấy thế mỗi... em muốn xem gì? Thấy vòng một được rồi. Không, vòng một đấy nó chỉ là một phần. Như vậy muốn xem gì giờ? Không, xem dạ. Bạn gái bên kia xem chị chi thì đấy, thì em ý em muốn chị mở mở to cái này không có được. Cái này cái màn không có cảm thấy gì hết á. Bây giờ muốn tìm người bạn gái như thế nào nữa? Thì đối với em cứ chung thủy chăm sóc cho gia đình. Cái đấy em làm được anh ạ. Ngoại hình dù béo xấu hay là đẹp gái hay là cái gì thì em cũng duyệt xạo. Ơ sao chị nói em xạo? Xạo nhiều khi em đâu có hiểu đâu. Ngoài Bắc người ta nói bốc phét không? À thế bốc phét. Miễn sao cái tư tưởng tinh thần chín chắn. Chín chưa? Chị nói em chín cái gì? Thì chín chắn. À chín chắn, em chín chắn về tư cách, về con người, phẩm chất. Là đúng mình rồi. Sẽ lập nghiệp ở trong Sài Gòn luôn, thành phố luôn. Vâng, thì nhà cửa em đây, công việc đây thì duyên số thì đến với miền Nam là mảnh đất thân yêu, đất lành, chim đậm. Thế nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Kiểm tra làng gái thế nào nha. Không, anh kiểm tra nó vừa vừa thôi. Vừa thôi anh. Thế giờ anh. Rồi, chào em gái. Nghe giọng nói, với em á, nó khác xa với người. Em xinh hơn đúng không? Đúng rồi. Cái giọng nói nó, hồi nãy anh nghe em tưởng đâu là em phải mạnh đàn như đàn ông lắm á. Dạ. Một bên là giám định, một bên là thu hồi nợ. Được. Có ghen không? Cái này ghen là mệt lắm rồi nha. À em thì tình yêu thì cần sự tin tưởng và chung thủy. Chứ còn ghen thì nó chỉ là gia vị thôi, cũng đừng ghen quá là được. Ghen quá nhiều khi yêu quá, ghen quá anh ơi. À, ghen quá thì em nghĩ là nó không nên, bởi vì là mà mình yêu thương thì mình phải tin tưởng lẫn nhau. Được rồi, anh bây giờ cho em khoảng 2 phút em kiểm tra nợ xấu của bạn nam bên đây coi có gì không nha. Thử coi. Kiểm tra em á. Alo, anh em ở bên ngân hàng em đòi nợ. Em cúp máy luôn sao? Không nói. À không, việc đầu tiên mà khi mà em muốn tìm hiểu người em sẽ check CIC trước. CIC đó là kiểm tra xem người đấy có nợ xấu không anh ạ. À. Nó là bệnh nghề nghiệp nên là em thấy hơi sợ những người mà có nợ xấu. À. Em có nợ xấu gì không? Em toàn nợ đẹp thôi anh ạ. Mình hỏi ý kiến người thân coi sao em nha. Em đi với ai? Dạ em đi với hai bạn thân của em với chị họ của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, quý vị khán giả ạ. Em là bạn thân của Huế ạ. Anh trai bên này thì em thấy là ngoại hình là cao to đẹp trai vạm vỡ lắm Huế ơi. Tính tình đó thì rất là chín chắn và rất là vui vẻ nữa. Có thể là hợp đến 90% mỗi người. Dạ lý tưởng của bạn em. Em trai đi với ai? Dạ em đi cùng với anh trai ruột cháu và mấy anh em bạn bè. Xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Dạ, chào quý vị khán giả trong trường quay. Tôi là anh trai của Hải Đăng, được chương trình quan tâm cho hai em gặp nhau. Thì tôi thấy đây là một cái chương trình rất là nhân văn, bởi vì trong cái môi trường xã hội Sài Gòn này sống rất năng động và thời gian dành cho cái tìm hiểu như không có. Nên tôi hy vọng rằng cái chương trình này sẽ tiếp tục phát triển và sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Và MC Quyền Linh và MC Cát Tường phải ăn thật nhiều sức khỏe để làm từ 0 giờ sáng đến 24 giờ đêm để cho tất cả cặp đôi và đang cô đơn đến được với nhau. Đấy, còn nói về cái này thì em gái bên này thì tôi thấy đối với gia đình là rất là tuyệt vời. Hai em sẽ đến được với nhau. Thì tôi hy vọng rằng hai em hãy cho nhau cơ hội và để tiếp tục tìm hiểu. Cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Rồi. Em quay người anh. Đó. Bây giờ anh. Không gian được các bạn đó. Dạ. To. Em bằng anh ạ. Em cảm ơn anh. Lúc mà đăng ký tham gia chương trình ấy thì em định mua tặng anh một cái áo nhưng mà em lại không biết là như thế nào nên là em chuyển sang mua tặng anh quyển sách tản văn thôi. Nhưng mà có cái câu tựa đề của nó rất là hay là mở lòng và yêu đi, thì em hy vọng anh sẽ thích quyển sách này. Ồ, yêu là phải mở lòng, yêu nhiều khi người ta yêu thầm thì sao, đúng không chị? Yêu đơn phương rất là khó, là khó để mà người ta biết được, nên là thôi mình cứ có gì thì mình cứ mở lòng ra và trao đổi thì nó tốt hơn. Không, anh nhìn em cũng xinh xắn. Dạ vâng, em biết em xinh. Dễ thương. Dễ thương hơn chị Cát Tường. Chị Cát Tường cười xinh. Anh Quyền Linh nhỉ? Thật ra thì nghe cái công việc của em thì nó hơi đặc thù. Công việc của em thì anh hiểu. Nhưng mà em thì em cũng
bản thân em và mọi người đánh giá thì em thật ra em không hiền, nhưng mà em thì biết điều thôi. Nghĩa là cái vấn đề gì mà cần hiền thì em vẫn hiền, cái gì cần biết điều em vẫn biết điều, những cái gì mà em cần phải tranh luận để đưa ra một cái kết quả cuối cùng thì em sẽ tranh luận. Nhiều khi giả dụ như người ta nói là cái gì cũng biết, biết điều không biết. Em biết điều. Hồi con người ai cũng thế, cứ biết là được, đúng không chị? Dạ. Ngồi nói chuyện bạn gái đi, cái đĩa của tôi rồi chứ gì trời. Không thì nhiều khi em phải tía qua chị vì chị toàn tía em hoài. Nếu mà dự định kết hôn thì em dự định sớm hay là trễ? Nhưng mà anh nghĩ cũng sớm nhỉ? Em mong ước là đến năm 2019 á. Anh thì một tháng, hai tháng, một năm sau. Thật ra cái vấn đề mà Mình có thời gian mình tìm hiểu. Dự định thì nó là bản thân mình đặt ra. Còn cái vấn đề mà thời gian thì phải tìm hiểu thì mình mới biết được rằng là mình cần bao nhiêu lâu. Hẹn hò đi, cũng kế hoạch đi. Em thì ở quận 7, nhưng mà Sài Gòn nhiều khi cũng chạy hàng hóa mà chị, cũng chạy lông nhông các quận. Em thì ở quận Tân Bình, em ở chỗ cầu vượt Hoàng Hoa Thám, chắc là cũng gần nhỉ. Đi khoảng nửa tiếng không tắc đường chắc tới chị nhỉ? Tiếng? Không, một tiếng em đi nhanh, em đi nhanh mà không ẩu. Nhiều khi bắt xe buýt thì đi một tiếng đến. Tình yêu thì nói đúng ra ai cũng trên đời ai cũng yêu đúng không em? Dạ. Ai cũng thường yêu một đến hai lần và nhiều lần. Dạ. Nhưng mà cuộc sống gia đình theo quy luật của con người thì có vợ, có chồng, có con thì nó mới là một cái gia đình. Dạ. Mới đầu nhìn mặt và nói chuyện, anh cảm thấy em đúng là người phụ nữ của gia đình anh cần. Nói đến đây thì em hiểu rồi. Dạ. Dạ, em ơi, em không nói nữa. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Người yêu thương của mình đang ở đây hay không? 1 2 3 Hết thời gian. Mẹ. Hai bạn nắm tay nhau đi ha. Dạ. Về tìm hiểu thật kỹ ra. Chúng ta có một quyết định đúng đắn nhờ cái sự tư vấn của bên đàn trai và đàn gái nha. Anh vui quá, cười quá trời. Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng, cầm lấy. Gửi tặng hai bạn đây là bộ sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc, Skin Azak. Em nắm tay anh coi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi đến từ thương hiệu Couple TX Hàn Quốc. Dạ, cảm ơn chị. Bạn trai rất là hài hước. Nắm tay đưa đi. Nắm chặt nhau. Em ngủ một mình là em bật đèn suốt đêm em mới ngủ được. Sợ mà, cần tìm người ngủ chung gấp. Tính em thì rất là phóng khoáng, thích chơi thể thao. Và em cũng không biết nhậu và không uống bia. Trời hay quá lòng. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào em, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả. Em tên là Hồ Phạm Ngọc Nhung. Năm nay em 25 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng của một công ty thương mại điện tử. Quê hương của em thì là quê hương của hai cái người hoàng hậu nổi tiếng trong lịch sử của Việt Nam, đó là bà Từ Dũ và hoàng hậu Nam Phương. Em đến từ Gò Công, Tiền Giang ạ. Rồi, cùng quê với anh Nguyễn Linh đó. Rồi, bạn trai giới thiệu đi. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả, chào bạn nữ bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Cao Duy Tân, năm nay em 25 tuổi và nghề nghiệp của em hiện tại là giám sát an toàn cho công ty cơ điện lạnh. Giám sát an toàn? Dạ, trên công trường xây dựng á. Tức là em là kỹ sư dạ, đúng không? Dạ, kỹ sư an toàn. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Long An. Long An, Long An, Gò Công, sát với nhau ha. Dạ. Rồi, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Dạ thì ưu điểm của em là vui vẻ, ít nói và tính em thì rất là phóng khoáng, thích chơi thể thao. Và thì cũng lý do thể thao đó là em cũng không biết nhậu và không uống bia, không biết thuốc. Hay quá, là một trận. Khuyết điểm có gì không? Khuyết điểm mà em thấy lớn nhất hiện tại là em không biết nấu ăn thôi.
không biết nấu ăn. Dạ. À, không sao, có phụ nữ nấu. Dạ. Rồi. Vậy cũng tập nấu vài món đi nha. Dạ. Quá tốt, còn bạn nữ. Dạ, ưu điểm của em á thì được mọi người nhận xét là khá là hòa đồng, thân thiện, với lại em hiền. Cái ưu điểm thứ hai của em á là em biết lắng nghe và chia sẻ. Thì thường em thấy là bạn bè em mà ai mà có tâm sự thường thì tìm tới em để mà chia sẻ cũng như là nhờ em cho lời khuyên. Cái ưu điểm thứ ba nữa là em cũng rất là thích nấu ăn. Tại vì là em đi học xa từ nhỏ không có được mẹ dạy cho nấu ăn, nhưng mà em cũng hay tìm hiểu để mà tự nấu á, thì em cũng có thể nấu được những cái món ăn trong gia đình. Thì quá, bên kia không biết nấu ăn. Cái đó để em lo. Rồi, để em lo. Dạ. Còn về khuyết điểm á, thì em hơi thích ướt. Là em coi phim mà cảm động quá là thường em hay khóc, thì xấu hổ lắm. Khuyết điểm nữa là hơi nhát á, nhất là sợ ma. Tại vì em bây giờ ở Sài Gòn á, thì em ở chung với một người bạn nữa của em. Nhưng mà bạn đó cuối tuần thì hay qua thăm cháu của bạn bên Gò Vấp á. Thì em ngủ một mình là em bật đèn suốt đêm em mới ngủ được. Sợ ma. Dạ đúng rồi. Cần tìm người ngủ chung gấp. Bởi vì đỡ sợ ma đúng không? Dạ. Rồi em trải qua bao nhiêu tình trường mình như thế nào rồi? Dạ em trải qua hai mối tình ạ. Quen bao lâu rồi em? À, cái mối tình đầu tiên thì em quen được 1.5 năm. Còn mối tình thứ hai thì là 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Cái mối tình thứ hai lý do chia tay là tại vì hai người không có hợp tính với nhau. Em thì hướng nội, còn anh đó thì hướng ngoại. Thường xuyên xảy ra tranh cãi á chị. Bạn trai? Dạ. Mối tình vậy? Dạ thì từ năm 1900 hồi đó đến giờ thì em vẫn chưa có mối tình nào rồi. Cái gì? Chưa mối tình nào hết. Từ xưa giờ luôn hả em? Dạ. Lý do? Dạ tại vì lúc mà vô đại học thì chọn ngành thì cũng là nhiều trai quá, ít nữ. Với lại sau này ra trường thì làm bên xây dựng nữa, nên là gặp nữ thì ít, rất là ít. Nói chung là môi trường làm việc thì không có nữ nhiều. Em muốn tìm một mối tình như thế nào để hợp với em? Dạ thì nữ thì em thích một người ngoan, hiền. Nói chung là vui vui một tí, cho vui nhà vui cửa. À. Dạ. Rồi phải lễ phép với gia đình. Nếu mà bạn bên kia thì em thấy anh nấu ăn quá là tốt rồi. À, em không biết nấu ăn bên kia. Dạ. Nó ăn được là mừng rồi ha. Dạ. Em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Dạ nghe, nếu mà em nghe cái giọng thì giọng nó rất là trong trẻo. Và đúng là cái giọng mà em cũng thích phụ nữ mà cái giọng nó như vậy. Rồi, để anh qua anh coi bạn gái coi sao rồi anh về anh thông báo cho em biết ha. Rồi, chào em gái. Em có phải là một người phụ nữ đảm đang về tất cả công việc nội trợ trong gia đình không? Dạ thật ra nói đảm đang thì em không dám nhận là mình đảm đang. Ừ. Nhưng mà nếu mà mình có một người để mà mình cố gắng thì em sẽ cố gắng học để mà có thể vun vén gia đình. Giữa một người thật là đẹp nhưng mà tấm lòng không tốt, giữa một người tấm lòng rất là nhân hậu nhưng mà không được đẹp bằng một siêu mẫu nào đó, thì em chọn cái gì? Dạ tại vì là em cũng trải qua hai mối tình, với lại em cũng tìm hiểu nhiều người rồi thì thật sự bây giờ nếu mà mình muốn có một cái mối quan hệ lâu dài á, thì cái tính cách vẫn là quan trọng hàng đầu. Còn về ngoại hình thì thật sự nếu mà mình đã yêu rồi thì cũng không có quan trọng về ngoại hình lắm. Quan trọng là sự chung thủy. Dạ đúng rồi. Sự chăm sóc người đàn ông đúng không? Dạ. Anh có hay ghen không? Thật sự thì ghen thì yêu là phải ghen rồi anh. Nhưng mà nếu mà bạn đó lúc nào cũng cho mình cái cảm giác an toàn á, thì muốn đi đâu cũng được, em không có cấm. Anh nghĩ người đàn ông bên đây là cho em một sự chung thủy. Dạ. Cho em một sự an tâm tất cả mọi thứ. Dạ. Nha. Cũng là một người em đang tìm kiếm. Trời, em rất là xinh, đàn gái rất là dễ thương. Rất là ok em. Em muốn tìm cái mẫu người bạn trai như thế nào để chị qua chị xem? Dạ em thì tại vì em không được cao nên là em có ấn tượng với mấy anh nào chân dài xíu thì chân người dài xíu. Dạ đúng rồi, người thì vừa vừa, nếu mà mập mập xíu cũng dễ thương. Còn tính cách thì em thích hiền lành, cũng hài hước chút xíu, đừng có khó tính quá em sợ. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Bạn trai đừng có nói nhiều quá, tại vì em thấy có nhiều người nói nhiều nhưng mà không có làm được. Yên tâm, bạn thành ra nói là nhiều nó dài nó dở. Bạn này sẽ thương em lắm. Dạ chào chị ạ. Rồi chào em. Chưa có một mối tình nào hết rồi bây giờ mình có bạn gái rồi, mình có biết cách yêu thương với chăm sóc bạn gái không em? Dạ được, chị học hỏi từ mấy người đó yêu rồi á. Học hỏi hả? Dạ. Hỏi anh Nguyễn Linh ha. Dạ. Có gì anh hỗ trợ cho em. Dạ. Nếu như được thì em định là lúc nào thì mình tiến tới hôn nhân? Dạ thì em nghĩ là khoảng từ một năm tới 2 năm là thời gian hợp lý nhất ạ. Mình đã sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ sẵn sàng rồi ạ. Lấy nhau về thì mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Dạ thì em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh luôn nên em sẽ lập nghiệp ở Hồ Chí Minh rồi. Hiện tại em đang sống với ai? Dạ sống với mẹ và gia đình. Là mình sẽ làm dâu. Dạ. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ em chỉ không thích người bạn gái là hay nóng tính. Đó là điều mà em rất là sợ. Tại vì tánh em cũng hiền nên là mỗi lần cãi lộn em hay cãi thua đó. Nên là cho phụ nữ hiền lành thì nó sẽ tốt hơn. Nếu như ở rể thì em có đồng ý không?
Dạ đồng ý. Đồng ý luôn. Dạ miễn là trong nếu mà gần gần thì ok, nếu mà bạn ở Tiền Giang thì cũng quá là gần rồi. Được ha. Dạ. Nói chung là miễn là vợ chồng yêu thương nhau là được. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, để cho hai trẻ gặp mặt. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và chị họ. Rồi chào cô. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Cát Tường. Dạ chào cô. Dạ con chào cô ạ. Dạ chào con. Thì nãy giờ cô xem thì cô thấy con cũng được, dễ thương. Cũng thôi thì hai đứa cứ bấm nút rồi cho nhau cơ hội. Dạ. Tìm hiểu rồi nếu mà được thì cô tính ra. Tính của cô đó là giống mẹ con luôn. Mẹ con cũng hiền với lại là dễ tính vậy luôn. Cô thì thoáng lắm sao cũng dạ. Được. Từ từ cái gì cũng phải học hỏi, ai cũng phải học hỏi hết. Dạ. Chứ không ai mà tự nhiên mà biết cái gì đủ thứ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đồng nghiệp của em. Thì em cũng muốn là có dắt cậu em theo. Tại vì cậu em ở Sài Gòn. Nhưng mà tại hôm nay ông ngoại bị ốm, đang nằm bệnh viện. Nên là cậu không đi được. Dạ, có đồng nghiệp của em đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, cho chị gặp đồng nghiệp của Minh nhà gái. Em chào MC Quyền Linh với lại chị Cát Tường. Em chào mọi người ở trong khán phòng. Về chị Nhung thì chị Nhung là không có thể dùng từ dễ thương mà là nhìn chị Nhung đáng yêu. Nhìn cái kiểu nhìn là muốn nận liền luôn. Còn về tính tình thì thực sự giống như là chị Nhung có trao đổi ngay lúc đầu là rất là hiền. Và đồng thời là như giọng nói là cũng rất là nhẹ nhàng, từ tốn. Cho nên là bạn trai cứ yên tâm là không có bị ăn hiếp đâu. Còn chị Nhung ơi, bạn trai sáng sủa lắm nha. Cũng có chiều cao tương ứng như mình mong muốn. Em nghĩ là nên xem xét để mà có thể phát triển thêm cho chị Nhung. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Bây giờ mình kéo màn cho đôi trẻ gặp mặt nha. Kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Mời các bạn. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Em thấy anh ổn không? Ở dưới nhắc kìa, má nhắc kìa. Quên. Anh cũng muốn quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ thì lúc nãy em nghe giọng của anh thì bây giờ em gặp mặt á thì nó cũng không có khác gì so với em tưởng tượng. Thì nhìn anh rất là hiền lành, tin tưởng, tạo cái sự tin tưởng cho người đối diện. Còn anh thấy em như thế nào ạ? Thì anh thấy em rất là dễ thương, rất là xinh đẹp và giống như bạn em rất nịnh. Hôm nay em tới đây á thì em cũng sơ suất chưa có chuẩn bị được quà cho anh thì em xin phép là gửi tặng anh một bài hát nha. Hay quá. Hay quá. Em sẽ hát bài Say You Do của Tiên Tiên. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. La 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 la. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Lỡ buồn lời yêu anh, giờ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Dạ hết rồi. Hay quá, cảm ơn em. Em trai hãy nói những gì mình suy nghĩ về bạn nữ. Và trái tim mình có rung động chưa? Thì nãy giờ em anh nói chuyện với em thì nói chung là em rất là dễ thương, từ giọng nói cho tới khuôn mặt, ngoại hình. Thì mình lên đây thì mình có cái duyên và anh cũng hy vọng là mình sẽ có cái nợ với nhau. Và anh cũng hy vọng là cái xe ở phía sau sẽ không còn trống nữa. Rồi, hay quá, dễ thương quá. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm của chị Cát Tường nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hay quá. Hai em nào hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau đi nào. Bạn gái đúng như em gái nói đó. Dễ cưng ha, đáng yêu làm sao đó. Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Chúng ta có thể đến cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để tìm hiểu nhau, để yêu nhau nhiều hơn nha. Chà, bây giờ bạn trai chưa có mối tình nào, rồi có biết hôn bạn gái không? Dạ, cố thì chắc được. Cố đi em. Cố được. Không. Ở dưới là kêu hôn má. Hôn má đi đi em.
Đó. Đây mà bên đây tôi nghe mà kêu mà. Đó. Dễ thương lắm thơm luôn á. Thơm vậy, thơm quá. Thơm, dạ. À.